Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử. Tập 131, chương 1301, Thượng Lộ Bình An. Dạ Kinh Đường ôm còn chưa đủ lại hung hăng hôn môi, ngây ngốc ngửa ra sau, hắn còn nâng sau lưng, tới cái hạ eo, hôn nồng nhiệt. Đông Phương Ly Nhân cũng không phải tính tình nghịch lai thuận thụ, bị ghim lấy hôn trên đường còn trốn không thoát, đưa tay vặn chặt eo. Tê, Dạ Kinh Đường tức khắc đứng thẳng lưng buông ra, có chút đưa tay, lỗi của ta, là ta mạo phạm, điện hạ bớt giận. Ừ. Đông Phương Ly Nhân lau miệng, ấn chim chim còn đang đánh nàng xuống, bánh bao có chút chập trùng nhưng cuối cùng cũng không giáo huấn Dạ Kinh Đường, quay người trở về, ngươi muốn đi Tây Bắc. Đúng vậy, tuyết hồ hoa nở, ta không đi không ai có thể trấn áp cục diện. Chuẩn bị khi nào thì đi, lập tức đến Minh Ngọc Lâu lấy ít đồ rồi đi. Đông Phương Ly Nhân bỗng nhiên dừng bước, lúc đầu gương mặt hỉ nộ không đổi cũng xuất hiện ngàn vạn biến hóa trong nháy mắt, quay đầu nhìn về phía Dạ Kinh Đường, hai con ngươi thậm chí hiện ra mấy phần ủy khuất. Dù sao nàng ở kinh thành đau khổ đợi một tháng, mãi mới chờ đến khi tới mùa xuân, kết quả Dạ Kinh Đường vừa gặp đã đi, như vậy sao được? Trượng phu đánh trận, nương tử ở kinh thành ở quá thủ tiết. Đông Phương Ly Nhân mím môi một cái, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn kìm nén, quay đầu trở về. Tốt xấu gì cũng ăn một bữa cơm rồi đi, quốc sự có lớn đến mấy cũng không thể để tướng sĩ đói bụng lên đường. Dạ Kinh Đường cùng đi theo vào Hắc Nha, cười nói, ăn trên đường là được rồi, tránh trễ nải thời gian. Đông Phương Ly Nhân nắm chặt nắm đấm trong tay áo, bước chân cũng nặng nề hơn mấy phần, lúc đầu không muốn bộc lộ cảm xúc nhưng rốt cuộc vẫn khó khắc chế được, vậy ngươi đi đi. Muốn lấy thứ gì? Bản vương phái người mang tới cho ngươi. Dạ Kinh Đường đương nhiên nhìn ra được tâm tư của ngây ngốc, cười ha ha, cũng không nhiều lời, đi vào Minh Ngọc Lầu, lấy truyền thừa chỉ bộ trục nhật từ giá binh khí, sau đó đi lên lầu, điện hạ, y phục để ở đâu. Đông Phương Ly Nhân dù thượng vị trong lâu, tính tình cứng rắn, đứng sau lưng nhìn tình lang vội vã chuẩn bị xuất phát, vành mắt vẫn có chút đỏ lên, cắn răng nói, ngươi lấy y phục của ta làm gì? Đem theo trên đường tiện thay giặt, nếu không người mặc cái gì? Ừm. Dạ Kinh Đường để mã giáo ở cửa ra vào, sau đó thuận thang lên lầu, đi đến phòng ngủ của ngây ngốc. Đông Phương Ly Nhân rõ ràng sửng sốt một chút, đợi Dạ Kinh Đường lên lầu mới phản ứng được, vội vàng theo lên, Dạ Kinh Đường, ngươi chờ ta một chút, ngươi có ý gì? Dạ Kinh Đường bước chân không ngừng, đi vào phòng ngủ lầu 4, tìm kiếm y phục trong tủ quần áo, đi Hồ Thiên Lang, điện hạ có chuyện quan trọng không thể phân thân hay sao? Đông Phương Ly Nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc, những ủy khuất không vui lúc nãy đều tan thành mây khói, đáy mắt hiện ra hào quang dễ thấy. Nàng đang muốn mở miệng lại cảm thấy không đúng, do dự nói, chuyện tuyết hồ hoa tương đối nguy hiểm, bản vương. Bản vương là trí tướng phía sau màn bày mưu tính kế. Như vậy không phải tốt sao, ta là mãng phu mạnh mẽ đâm tới, dù sao cũng phải có người bày mưu tính kế đi theo. Dạ Kinh Đường mở tủ quần áo, lấy nhuyễn giáp ra, chúng ta tới biên quan trước, ta đi tìm hiểu tình báo. Điện hạ phụ trách xử lý tình báo. Lúc cần thiết điện hạ còn có thể buộc biên quân làm chỗ dựa cho ta. Nếu ta một mình qua đó, muốn triệu tập lực lượng, lương vương không nghe lời ta thì phải làm sao bây giờ? Dạ Kinh Đường nói thì nói như vậy nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì để ngây ngốc một mình ở lại kinh thành ăn Tết, xử lý chính vụ đúng là bạc đãi. Đông Phương Ly Nhân thấy Dạ Kinh Đường chuẩn bị dẫn theo nàng thật, trong lòng sao lại không hiểu tâm ý của Dạ Kinh Đường. Lúc đầu muốn làm ra dáng vẻ không chút rung động nào gật đầu nhưng cuối cùng vẫn chẳng giữ được, bước nhanh lên trước. Tìm kiếm trong tủ treo quần áo đồng thời dùng bả vai đụng Dạ Kinh Đường một chút, coi như sắc phôi ngươi có chút lương tâm, thực sự là... Ha ha, ngươi chớ đụng lung tung. Đông Phương Ly Nhân thấy Dạ Kinh Đường cầm cái yếm của nàng ngắm nghía vội vàng đoạt lại, gạt Dạ Kinh Đường ra, ngươi đi trước nghỉ ngơi, bản vương tự chuẩn bị. Dạ Kinh Đường thấy ngây ngốc rất vui vẻ, cũng không giúp đỡ, nghiêng đầu hôn mặt bị đầu vai gạt ra, sau đó mới quay người ra cửa. Sắc trời đã tối dần, Minh Ngọc Lâu đèn đuốc sáng trưng, một vài nha hoàn đi về chờ Tĩnh Vương và nữ đế phân phó. Dạ Kinh Đường ra khỏi phòng ngủ, đi lên thư phòng trên lầu,
dương mắt có thể thấy Ngọc Hổ thân một bộ váy đỏ đứng ngoài cửa sổ trên sân thượng, cầm bút vẽ trong tay vẽ rắn thêm chân trên bức họa của Ngây Ngốc. Dạ Kinh Đường không biết tại sao trong đầu hiện lên câu vẽ rắn thêm chân, lời này nói ra chắc chắn sẽ bị đánh, vì thế dứt khoát đè tâm niệm xuống. Đi vào phía sau nói, chờ Tĩnh Vương thu dọn đồ đạc xong, ta sẽ xuất phát, cô nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị sẵn sàng hãng đi Tinh Tiết Thành, không cần quá gấp. Nữ đế dáng vẻ vô cùng quý khí, cầm bút lông trong tay nhìn như đang ngắm nhà nhà đốt đèn vẽ tranh, thực tế là do dự nửa ngày không dám đặt bút tránh gấm ít chắp vài thô. Thấy Dạ Kinh Đường tới, nữ đế thuận thế buông bút lông xuống, trở lại trong phòng, ngồi đi, uống chén trà trước. Chuyến này ra ngoài, an nguy của Tĩnh Vương phải đặt vị trí hàng đầu, nếu cảm thấy có phong hiểm thì để nàng ở Hắc Thạch Quan do biên quân bảo hộ, đừng mạo hiểm một mình xâm nhập. Ta đương nhiên, cụ. Dạ Kinh Đường mới ngồi xuống trà án, chưa ngồi vững vàng đã thấy Ngọc Hổ ngồi ở trên ghế bành của Ngây Ngốc, sau đó khẽ nâng váy, chân trái gác trên đùi phải. Động tác này ban đầu không có gì nhưng váy của Ngọc Hổ bị đá vừa đúng chỗ, hắn ngồi đối diện trà án dễ dàng nhìn thấy thứ dưới váy. Mấu chốt vừa rồi trên đường, Ngọc Hổ cởi quần, Bạch Hổ mũm mĩm hồng hồng thoáng hiện ở trước mắt. Dạ Kinh Đường không kịp đề phòng, xém chút ngồi lệch ra từ trên ghế trượt xuống, buồn bực khụ hai tiếng, mặt đều nghẹn đỏ lên, hắn nhanh chóng ngồi xuống, ánh mắt ngại ngùng nhìn Ngọc Hổ. Ngọc Hổ bày ra tư thế lười biếng, sau đó sắc mặt cũng đỏ lên mấy phần, nhưng dáng vẻ lại như cũ, ngươi sao thế? Dạ Kinh Đường cảm thấy Ngọc Hổ cố tình nhưng cũng không có chứng cứ, muốn nói gì đó lại có chút suy nghĩ không thông, đứng dậy cũng không có gì. Sắc trời không còn sớm, ta đi sắp xếp binh khí, cáo từ trước, hẹn gặp ở Tinh Tiết Thành. Đi đi, thượng lộ bình an. Nữ đế đưa mắt nhìn Dạ Kinh Đường day mi tâm bước ra ngoài, đến khi tiếng bước chân xuống lầu vang lên, khóe miệng mới nở một nụ cười, không tính là tệ. Chương 1302, Thanh Bình 1. Bánh bao nóng hổi đây, mua đi, kẹo hồ lô thơm ngon đây. Cuối tháng 2, bến thuyền có rất nhiều người qua lại, khắp nơi có thể thấy các thương gia từ Bắc vào Nam. Một chiếc thuyền nhỏ không có gì đặc biệt, trong tiếng ồn ào từ từ cập bến, bước xuống thuyền là ba người trẻ tuổi mặc trang phục như những hiệp khách du ngoạn trong giang hồ. Dạ Kinh Đường mặc y phục bình thường, tóc buộc bằng giải dây, đội nón che. Sau khi xuống thuyền đã đến bờ sông, nhìn lại một lần miền đất phương Nam trước khi bước vào chuyến đi. Sau khi ở thành Thương Tiết một thời gian, vết thương của Dạ Kinh Đường gần như đã bình phục hoàn toàn, mặc dù ca sáo đánh đàn mỗi đêm làm người người say mê. Nhưng ngọc thân trong cơ thể thực sự không được thoải mái lắm, nếu cứ kéo dài thời gian như vậy sẽ dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy sau khi cơ thể không còn trở ngại, hắn liền thu dọn hành lý, bắt đầu đoạn hành trình giang hồ kế tiếp. Lần này đi đến Bắc Lương, khoảng cách không phải là xa, qua biên quan Nhai Châu, đã đến gần con đường phía đông. Cách Yên Kinh không xa cùng khoảng cách từ Lương Châu đến Vân An không khác biệt nhiều, đi bộ cũng chỉ mất vài ngày là đến. Nhưng lại phân tách ra hai đất nước, thế cục hoàn toàn không giống nhau, Dạ Kinh Đường ở Nam Triều coi như là hào hiệp, người trong giang hồ ít nhiều cũng sẽ cho chút mặt mũi. Còn khi đến Bắc Triều, dù là chính hay tà đều đứng ở hai phía đối lập hắn, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị người trong giang hồ Bắc Triều vây công. Mặc dù Dạ Kinh Đường không kiêng kỵ những võ phu thông thường, nhưng Bắc Triều cuối cùng vẫn còn có Trọng Tôn Cẩm. Hạng Hàn Sư cùng Bắc Vân Biên cùng vài người nữa là bá chủ đỉnh phong, chỉ cần không cẩn thận có thể trở thành cục diện như rồng gặp nạn ở bãi cạn. Vì lý do an toàn, Dạ Kinh Đường lần này mang theo hai người Vân Ly và Thanh Hòa. Vân Ly võ công không tồi, linh tính lại linh hoạt, coi như là bản năng trời sinh để đi ngao du giang hồ, đã 16-17 tuổi rồi. Có thể mang ra ngoài để nhìn thấy thế gian mà rèn luyện trải nghiệm một chút, nhiều thêm một người hắn cũng có thể bảo vệ được. Ban đầu chuyến đi lần này chỉ có hai người là hắn cùng Vân Ly đi cùng nhau, nhưng Phạm Di Nương lại không đồng ý, nói rằng hai người còn trẻ không biết địa điểm nào mà đi du ngoạn giang hồ. Phạm Thanh Hòa những năm này đã đi khắp các môn phái lớn nhỏ ở Bắc Lương, rất am hiểu về đường lối giang hồ Bắc Lương, tự nguyện muốn nhận làm người dẫn đường. Dạ Kinh Đường thực sự không hiểu rõ về tình thế ở Bắc Lương, thêm vào đó Phạm Thanh Hòa có khinh công nhẹ nhàng phi thường. Trên thế gian này người có thể đuổi kịp nàng cũng không nhiều, vì vậy cuối cùng hắn vẫn đồng ý dẫn theo. Vì biên quan đang trong tình trạng giới nghiêm, người đi lại nhập thành đều được kiểm tra rất kỹ lưỡng, Dạ Kinh Đường không đi qua hẻm núi Thiên Môn, mà là thuận theo dòng sông tiếp tục đi về phía đông, đến giao giới giữa Nhai Châu và Yến Châu,
sau đó xuất quan đi về phía Bắc, đến Yến Hà của Bắc Lương. Bây giờ đang là thời điểm giữa trưa, Phạm Thanh Hòa mới xuống thuyền, đứng bên cạnh Dạ Kinh Đường. Giới thiệu một cách quen thuộc, từ đây tiếp tục đi về phía Đông, chính là Yến Bắc Đạo, thuộc quyền quản lý của Vương Chỉ Hạ. Đi về phía Bắc khoảng 100 dặm, sẽ đến giao giới của Thừa Thiên Phủ. Phạm Thanh Hòa trong những ngày qua nhìn như một nữ hiệp lạnh lùng, nhưng mỗi ngày như vậy trong lúc trước đều bị Thủy Nhi kéo đi chơi trò thiên thiên năm người. Có thể nói là đã xem qua hết các kỹ năng tuyệt học trên hiệp nữ lệ, coi như đã mở mang tầm mắt. Bây giờ rõ ràng đã mất đi sự ngây thơ trong sáng ngày trước, mà mang theo vài phần phong thái của một thiếu phụ trẻ. Còn Vân Ly rõ ràng vẫn như cũ, vừa mới đến Bắc Lương, từ đầu đến chân đều mang theo cảm giác mới mẻ, mặc trang phục của một nữ hiệp giang hồ. Mang theo chim chim có chút buồn ngủ, đứng ngoài quán trà của bến thuyền, nghe người ta kể chuyện ở Bắc Lương kể về các câu chuyện giang hồ, kể từ khi Dạ Đại Ma Đầu xuất hiện. Giang hồ có thể nói là ngày ngày đều là gió máu mưa máu, như câu tục ngữ loạn thế sinh người tài, tiền bối chết nhanh, hậu bối lên thay thế cũng nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn nửa năm này, ở gần Yến Bắc Đạo của chúng ta đã liên tiếp xuất hiện ba vị hào kiệt. Vân Ly nghe được cái danh hiệu Dạ Đại Ma Đầu, liên suy tư một lát cảm thấy có chút quen quen, liên nghĩ ngay có lẽ là đang nói về Dạ Kinh Đường. Ánh mắt có chút kỳ quái, lén chạy đến bên cạnh Dạ Kinh Đường, Dạ Kinh Đường ca ca. Giang hồ Bắc Lương sao lại gọi ca ca là Đại Ma Đầu? Dạ Kinh Đường thực ra cũng đang nghe những câu chuyện phiếm giang hồ, đối với điều này nói, ta ở Đại Ngụy, Âu Không cũng là kẻ giết người như bóp ngoé, không lưu lại toàn thây của mấy kẻ giang hồ tà ác, được triều đình chống lưng, người trong giang hồ chỉ lịch sự một chút gọi là Diêm Vương mà thôi. Vân Ly suy nghĩ một hồi, dường như cảm thấy cũng đúng, nàng nhận thấy cái danh hiệu này rất bá đạo, còn có chút ao ước, cũng không biết khi nào ta mới có thể có được một đại danh hiệu như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1303, Thanh Bình 2. Phạm Thanh Hòa đến bây giờ vẫn đang mang tiếng chửi rủa trộm thánh, đối với những người từng trải này khuyên nhủ, ác danh này, tốt nhất đừng lăn lộn ra. Bằng không về sau người giang hồ giết người phóng hỏa, mọi chuyện đều đẩy lên đầu ngươi, ngươi muốn giải thích còn không có ai tin. Lục Di, ngươi trước kia lấy một vò rượu nhạt, cái gì cũng chưa nói, chỉ vì khinh công tốt, đến bây giờ khắp giang hồ còn nói là ta lấy, có phải là? Dạ Kinh Đường nghe hai người nói chuyện phiếm, cũng không xen vào, chỉ là từ trong lúc người giang hồ bắt chuyện hiểu rõ tình huống của Bắc Lương giang hồ. Rất nhanh liên nghe được thuyết thư tiên sinh giảng đạo, tam đại hào kiệt này, ngồi trên chiếc ghế đầu tiên, không ai qua nổi trưởng môn tư đồ Duyên Phượng của Thừa Thiên Phủ Hỏa Phượng trai. 3 tuổi tập võ, Ngủ Đông 40 năm ngộ đạo, võ nghệ siêu phàm không nói, còn từng được quốc sư đương triều chỉ điểm. Chỉ dựa vào nhân mạch, đã có thể dẹp yên 9 phần 10 chuyện giang hồ. Dạ Kinh Đường nghe thấy miêu tả này, hơi hồi tưởng một chút, không nhớ rõ nhân vật này, bèn dò hỏi, Bắc Lương có cao nhân này. Phạm Thanh Hòa các đại môn phái chạy khắp nơi, nghe vậy cũng lười quay đầu, giải thích, nơi này gần Yến Châu. Rất nhiều người giang hồ từ Nam Triều nhập cư trái phép tới đây, trước tiên sẽ ở bến tàu nghỉ chân, tìm kiếm đường dẫn đường hoặc cắm rễ của bang phái có thực lực. Người có thể từ Nam Triều chạy trốn tới đây, hơn phân nửa đều mang theo không ít tiền bạc, tiểu môn phái thích nhất, sẽ chuyên môn thuê người ở trên bến tàu tuyên truyền môn phái nhà mình. Hỏa Phượng trai này, đặt ở giang hồ nhiều lắm chỉ lớn hơn Thanh Liên bang một chút, trưởng môn tư đồ Duyên Phượng, trước kia tại Yến Kinh tư đấu, bị thập nhị bắt nhốt 15 ngày. Vận khí trong nhà lao may mắn, gặp quốc sư đi nhà tù tố cáo, gặp ông ta nhận sai thái độ tốt, liền thuận miệng dặn dò một câu về sau phải đi chính đạo. Chỉ một câu này thôi, tư đồ Duyên Phượng đã thổi mười mấy năm, người địa phương đều không tin. Nhưng hắc hộ nhập cư trái phép, muốn lấy thân phận chính xác, tìm hắn cũng quả thật có thể làm thành thân phận bài, chính là phù bài mà Dạ Kinh Đường mang theo khi vào kinh thành. Trên đó có tên quán, điểm chú ý còn có tướng mạo và ký hiệu giả, để kiểm tra bất cứ lúc nào, sau khi hắn có yêu bài hắc nha lệnh, đương nhiên là không dùng. Nghe Phạm Thanh Hòa nói, Dạ Kinh Đường mới nhớ tới chuyện này, mặc dù phần lớn khách sạn giang hồ cũng không tra ra lệnh bài thân phận, nhưng đến Yến Kinh khẳng định sẽ điều tra. Nếu không có thể ở lại thành cầu động, vì thế hắn sau khi lắng nghe một lát, liền dẫn hai người đi về phía chợ, mua ngựa trước, sau đó đến Hỏa Phượng trai nhìn xem. Chít chít, à đúng, hẳn phải ăn cơm trước, xung quanh có tiệm nào tốt không?
phía trước có nước có cá nấu cá, trước kia ta từng ăn qua một lần, hương vị không tệ, cách xa mấy trăm dặm, Thừa Thiên Phủ. Bắc Lương truyền thừa cổ chế, địa lý phân chia không giống với Đại Ngụy là Ngụy Châu quận huyện, mà Bắc Lương thì bởi vì chế độ mới và chế độ cũ trộn lẫn với nhau. Tương đối phức tạp, bất quá chủ thể vẫn là lấy huyện phủ quận chính làm chủ, đạo chỉ có thể gọi là hư danh, không có tác dụng chính trị cụ thể, địa phương cao nhất là tri phủ. Thừa Thiên Phủ và Phủ Yến Kinh giáp giới đều ở trong hành lang phía Đông Hồ, vị trí địa lý tương đương với vùng Đầm Châu của Đại Ngụy, đường thủy bốn phương tám hướng lại là đồng bằng Đại Bình Nguyên. Sản xuất lương thực, xem như hương ngư mễ của Bắc Lương, ở trong đó đại tộc thế gia truyền thừa lâu đời, trong đó có Hoa gia thời kỳ tiên đế chấp hành làm thịt nhiều năm. Hoa gia ở 20 năm trước, dậm chân ngồi cả buổi sáng chiều cũng phải run ba cái, nổi bật nhất thời không có lượng, nhưng Hoa lão thái sư biết rõ đạo lý nhất triều thiên tử nhất triều thần. Từ sau khi tiên đế giá băng, liền quả quyết xin từ biệt rời xa triều đình, sức ảnh hưởng của Hoa gia tự nhiên liền chậm rãi nhỏ đi. Có điều chấp sát nhiều năm, sức ảnh hưởng của Hoa lão thái sư hiển nhiên vẫn còn, ngày thường tới bái phỏng Hồ Đông đạo lưu vẫn có rất nhiều. Thời gian đã đến cuối tháng 2, Hoa Thanh Anh kỳ sang năm mới về nhà cũng sắp khởi hành đi Yến Kinh, trở về quốc tử giám tiếp tục đọc sách. Bởi vì là cháu gái ruột, địa vị của Hoa Thanh trong nhà hiển nhiên không thấp. Giữa trưa, thúc bá Thẩm Thẩm đều chạy tới, ở trong đại sảnh ăn cơm, ngay cả Hoa lão thái sư đang dưỡng lão năm, đều lộ mặt, ngồi ở chủ vị nghiêm túc dặn dò. Triều đường hiện tại, thế cục thay đổi trong nháy mắt, sau này ở kinh thành đọc sách, nhất định phải cẩn thận là thượng. Vương gia Thành Đông, biết được tin tức ngươi có cơ hội xoay chuyển, khẳng định sẽ có động tác. Hoa lão thái sư hơn 70 tuổi, bởi vì không phải là quân nhân, râu tóc gần như trắng bệch, nhưng tướng mạo có chút hòa thuận. Hai đầu lông mày mang theo mấy phần cảm giác uy nghiêm sống lâu ngày ở thượng vị, nhi tử cháu gái ngồi trên bàn vân vân, đều là chăm chú lắng nghe, không ai dám ngắt lời. Chương 1304, khó mà chạy. Hoa Thanh Chỉ cũng đang lắng nghe những lời nhắc nhở, tâm trạng mang theo vài phần lo âu, trong lòng hiểu rõ ý của tổ phụ. Gia tộc họ Vương mà Hoa lão thái sư nhắc đến là gia tộc lớn của Thừa Thiên Phủ, nữ nhi đã được gả vào hoàng cung, là phi tân được sủng ái của Lương Đế, đã sinh ra Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử Lý Sùng chỉ mới 17 tuổi, nhưng văn võ song toàn, đã có rất nhiều tài danh ở Yên Kinh và được Lương Đế yêu thích. Còn hoàng tử được sắc phong làm thái tử Bắc Lương cũng chỉ là một hoàng tử béo, mập mạp tai to không có nhiều tài năng học thuật. Khi so sánh cùng Tam Hoàng Tử lại hoàn toàn không xứng đáng. Trước đây đã từng có sự việc sứ giả đến mà nhận lâm Tam Hoàng Tử là thái tử coi thái tử được sắc phong như công công. Vì những nguyên do này, đã từ rất sớm trước đây Yên Kinh đã truyền tin cho Lương Đế muốn khuyên nhủ Lương Đế sắc phong một vị hoàng tử khác làm thái tử. Nhưng cho đến bây giờ vẫn không có gì thay đổi. Rõ ràng việc loại bỏ đại hoàng tử để sắc phong tiểu hoàng tử gặp phải quá nhiều phản đối. Mẫu hậu của đại hoàng tử dù không có gia tộc lớn nào đứng sau nhưng được biết đến với tính tình hiền hậu và là hoàng hậu được chỉ điểm bởi hoàng thái hậu. Còn đại hoàng tử dù không có nhiều tài năng lớn nhưng cũng không mắc phải sai lầm gì nên không dễ dàng loại bỏ. Gia tộc họ Vương là họ ngoại của hoàng gia. Rõ ràng muốn kéo đại hoàng tử xuống để cho cháu ngoại của mình trở thành thái tử kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mặc dù gia tộc họ Vương không dám can thiệp vào việc sắc phong thái tử nhưng có thể nhúng tay vào những việc bên ngoài, chẳng hạn như lựa chọn thái tử phi của thái tử. Đại hoàng tử vốn không có nhiều người bảo vệ, nếu hoàng hậu được chọn là một người bình thường, không thể sử dụng sức mạnh của gia tộc mình, khi Lương Đế qua đời có thể trực tiếp bị loại bỏ. Nhưng nếu hoàng hậu là người đến từ các gia tộc lớn có cùng quy mô, chẳng hạn như Hoa gia, thì vị trí thái tử rõ ràng sẽ được ổn định hơn nhiều. Trước đây Hoa Thanh Chỉ bị tàn tật ở cả hai chân, hoàn toàn không thể làm thái tử phi, vì vậy gia tộc họ Vương cũng không e ngại, hai gia tộc đã giao thiệp khá là hòa nhã. Nhưng bây giờ chân của Hoa Thanh Chỉ sắp khỏe lại, dù là xuất thân hay tài danh, đều có thể làm thái tử phi. Nếu Lương Đế quyết định việc này, cơ hội tranh đoạt vị trí thái tử của Tam Hoàng Tử sẽ trở nên mờ nhạt, Lương Đế để chuẩn bị cho vị trí thái tử, gia tộc họ Vương có thể phải chịu một cú đòn. Vì vậy lần này đi Yên Kinh, gia tộc họ Vương rõ ràng sẽ có hành động trong bóng tối để ngăn chặn tình hình không hay này xảy ra, cụ thể là hành động gì, Hoa gia hiện tại cũng không thể đoán được. Hoa Tuấn Thần là phụ thân, đương nhiên lo lắng cho sự an toàn của nhì nữ, suy tư một lát nói, nếu gia tộc họ Vương kia sắp xếp người ám sát, thì sẽ gặp rắc rối lớn.
Lần này vào kinh đô, không biết ta có nên đi cùng không, sau đó phải thuê thêm một vài cao thủ đi theo bảo vệ. Hoa lão thái sư lắc đầu, cả hai đều đã lập nghiệp ở Đông Đạo Hồ, đã biết rõ gốc rễ của nhau. Ai cũng không phải kẻ ngốc, làm những việc dơ bẩn như ám sát. Gia tộc họ Vương sau này cũng không cần phải xuất hiện ở Đông Đạo Hồ. Muốn ngăn chặn bên kia và hoàng gia liên hôn, có rất nhiều phương pháp. Mấy chục năm trước, Chu gia ở Yên Kinh đã từng làm một lần cho gia tộc họ Vương. Ban đầu gia tộc họ Vương kia đi khắp mọi nơi. Lựa chọn Thái tử Phi đã gần như là chắc chắn. Kết quả Chu gia đã làm một việc giống như lấy đi ngọn lửa dưới cái nồi sắp sôi. Sắp xếp một hiệp khách có vẻ ngoài tuấn tú, lén lút qua lại quan hệ. Trước khi triều đình xác định người được chọn, đã bỏ trốn với cô nương nhà họ Vương. Lão gia tử nhà họ Vương lúc ấy tức giận đến mức ói ra một vũng máu. Nhưng do dạy con không nghiêm, cũng không thể trách Chu gia âm mưu quá xảo trá. Đành ngậm ngùi chấp nhận cục tức này không có hành động gì. Còn mất đi một cái đạo lý, đây mới là phương pháp của một đại gia tộc lên có. Hoa Tuấn Thần sờ sờ cằm, cảm thấy biện pháp này thật sự tinh thông, liền nhìn về phía nhi nữ, Thanh Chỉ, sau khi ngươi vào kinh, phải thật cẩn thận những kẻ trong giang hồ có miệng lưỡi ba hoa. Hoa Thanh Chỉ chẳng muốn làm thái tử phi, nhưng trước mặt thúc thúc cùng thẩm thẩm, không tiện nói rõ tâm tư, chỉ nói, ta không phải những tiểu cô nương chưa lớn, cũng không thích võ sĩ, làm sao có thể bị những người hiệp khách lừa dối bằng vài câu nói khiến tâm trí điên đảo. Hoa lão thái sư nói với lòng trắc ẩn, thư sinh càng khó phòng bị, đặc biệt là những người trẻ tuổi có học thức còn có vẻ ngoài tuấn lãng. Đọc vài câu thơ hay, lại nịnh nọt vài ba câu, với tính cách của Thanh Chỉ, 9 lần thì trong 10 lần ngươi sẽ bị mê hoặc theo người ta mà chạy mất. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1305, chưa nghe qua. Hoa Thanh Chỉ không hay cùng Gia Gia tranh luận về đề tài này, trong lòng không biết phải làm sao, chỉ có thể gật đầu nói, ta biết rõ tâm tư của mình. Sau này ở Kinh Thành, ta sẽ không ra khỏi cửa phủ, chỉ tập trung vào việc đèn sách ngày đêm. Hoa Tuấn Thần thân là phụ thân của Hoa Thanh Chỉ, cuối cùng vẫn là lo lắng cho sự an nguy của nhi nữ. Suy tư một lát rồi nói với Hoa Lão Thái Sư, chúng ta biết rất rõ quy tắc trong gia tộc, nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất. Nếu trong gia tộc họ có vài người không có suy nghĩ, chắc chắn sẽ sai người đi ám sát, không chuẩn bị trước sẽ rất dễ xảy ra sơ suất. Lần này vào kinh, ta vẫn sẽ đi theo, lại mời thêm hai hộ vệ có thân thủ tốt. Hoa Ninh dù là người chân thành nhưng lại hơi nhát gan, lần trước ở Thiên Lang Hồ, hắn ta đã sợ đến mức sắp chui xuống gầm xe ngựa để trốn. Phụ thân à, lần trước ở Hồ Thiên Lang gặp phải người nào, cha cũng biết. Cha cũng đã sợ đến tái mặt, còn mong đợi gì ở Hoa Ninh có thể giữ được bình tĩnh chứ? Hộ vệ phải coi an nguy của tiểu thư là sự ưu tiên hàng đầu, nếu không thì nuôi hộ vệ để làm gì? Được rồi, cha sẽ sắp xếp ổn thỏa những việc này, con chỉ cần ăn rồi uống thuốc đúng giờ, sau khi chuẩn bị xong thì xuất phát đến Kinh Thành để tiếp tục học hành. Khi hoàng hôn xuống, ở phía nam thành Thừa Thiên, huyện Hoàng Mai. Sắc trời dần tối, ánh đèn trong trấn nhỏ sáng lên, vì Hương Mai huyện nằm ở giao giới giữa hai nơi. Cách quan phủ khá xa, nên những người đi qua đây đều là những quan khách giang hồ từ phương Nam đến Bắc Lương. Sự khác biệt lớn nhất giữa giang hồ phương Nam và phương Bắc, đó là Nam triều coi trọng tinh thần hiệp khách, dù bản tính thế nào. Nhìn bề ngoài chắc chắn giống như một vị hào kiệt, không bao giờ để lộ ra ngoài những vật như phi đao, bột đá hay gì đó tránh làm mất mặt. Còn ở giang hồ phương Bắc thì không, rất thực tế, chỉ cần có thể giết người thì người đó có công phu mạnh, những giang hồ tầng lớp dưới đều là những người có công phu tạp nham. Tùy tiện nhìn qua những người trước mắt này đều mang theo phi đao hay vũ khí ẩn giấu trong người có thể thấy ở khắp mọi nơi, thậm chí còn có người nuôi vài con rắn độc làm sủng vật trên cánh tay. Sau thắt lưng của Phạm Thanh Hòa toàn là những bình thuốc, không cần phải che giấu. Còn Triết Vân Ly không có ám khí trên người, chỉ có một thanh đao dắt ngang hông, đã hòa mình trong đám đông. Trên đường, Triết Vân Ly đội nón che, cùng Phạm Di Nương đứng ngoài võ đường có biển hiệu Hỏa Phượng Trai, nhìn dòng người qua lại. Nhận ra rằng mỗi lần có người đi qua đều sẽ hướng ánh mắt về phía mình, Triết Vân Ly hơi hoài nghi, nghiêng người hỏi, Phạm Di Nương, trang phục của ta có phải có vấn đề gì không? Phạm Thanh Hòa vòng tay qua eo nàng, tựa vào cột cờ ở trước cửa,
trên mặt có đeo tấm lụa đỏ trông giống như một tỷ tỷ có ý đồ xấu xa. Nàng ấy nghe vậy liền nhắc nhở, ngươi đừng quá ngây thơ, trông ngươi giống như chim non trong giang hồ, nếu không phải Di nương nương đứng ở trước mặt, thì đã có người qua bắt cóc ngươi đi rồi. Triết Vân Ly nhìn xuống rồi sau đó khôi phục lại bộ dạng lúc mẫu thân không ở nhà mang theo một thanh đao trên hông, nhảy lên chút xíu. Ngồi lên hàng rào trước cửa quán, một tay tựa vào đầu gối, còn ngậm một cọng cỏ, tạo ra một hình tượng tiêu chuẩn của một người lão luyện trong giang hồ. Không nói gì hơn nữa, với vẻ này một khi đã hòa nhập vào trấn Tạp Nham này, sẽ không còn ai dám liếc mắt. Hắc, nơi này thật sự khá thú vị. Nhưng sư phụ và sư mẫu cũng đến Bắc Lương, nếu sư mẫu đi lại ở đây, phải chăng người ta sẽ nhìn ra ngay là người ngoại quốc? Sư mẫu của ngươi trông giống như một cao thủ hàng đầu mới xuống núi, thông thường cũng không có ai cả gan rảnh rỗi dám đi chọc giận. Cũng đúng. Phía sau võ quán, có khá nhiều người, một nửa là đệ tử của Hỏa Phượng Trai, còn lại là những người giang hồ không biết qua con đường nào mà chạy đến Bắc Lương, ở đây làm giấy chứng minh thân phận. Trong thư phòng phía sau võ đường, có bày biện sách trên bàn, trà hải và các đồ vật khác một cách tương đối giống thật, nhưng giá sách đều đã bám bụi, rõ ràng là không có ai thường xuyên lật qua. Một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi, ngồi sau bàn sách, trang phục có vài phần giống như của một người có khí chất tiên phong đạo cốt, ngồi trên ghế thái trụ. Tay trái vòng qua vòng lại hai quả thiết hạch, nhăn mày nói ngươi trước đây là thành viên của bang Thanh Liên ở Nam Triều, đã đắc tội với bang chủ Dương Quan rồi bị truy sát mới chạy lên phía Bắc. Dạ Kinh Đường ngồi bàn trà ở bên ngoài, đáy mắt mang ba phần tiếc nuối, đúng vậy, tên của bang Thanh Liên, tư đồ trưởng môn có lẽ chưa từng nghe qua. Tư đồ Diên Phụng nhẹ nhàng xua tay, ăn cơm giang hồ, tin tức linh hoạt là chuyện ưu tiên hàng đầu, danh tiếng của Dương Quan Dương Nhị Đao, ta làm sao có thể không nghe qua. Đệ tử của Tam Tuyệt Tiên Ông đi lại ở Vân Châu, trước kia đã từng chịu hai dao của Dạ Đại Ma Đầu mà không chết, hiện tại đang chạy thuyền dưới trướng Hồng Hoa Lâu, phải không? Nghe thấy lời này, Dạ Kinh Đường thực sự có chút ngạc nhiên, dù sao hắn cũng chưa từng nghe qua danh hiệu của Tư Đồ Diên Phụng. Nhưng người khác lại nghe qua Dương Quan, một nhân vật nhỏ như vậy, tin tức thực sự rất linh hoạt. Hắn cúi đầu nói, Tư Đồ trưởng môn quả thực không phải là người bình thường, cách xa hàng ngàn dặm mà còn qua biên quan, lại nghe được danh tiếng của Dương Bang Chủ. Chương 1306, khó xử. Tư Đồ Diên Phụng vô tình xua tay, có thể đến nơi này của ta, hầu hết đều là bằng hữu từ Nam Triều đi vào bước đường cùng. Dạ Đại Ma Đầu có uy lực lớn như vậy, ngươi có một ít quan hệ với hắn ta, ta làm sao có thể không nghe được chút tin tức gì? Ngươi đã đắc tội với Dương Quan như thế nào? Dạ, ta trông tuấn tú và đã tiếp xúc gần gũi với phu nhân của bang chủ, bị phát hiện ra. Hả? Con mẹ nó. Ngươi. Tư Đồ Diên Phụng sửng sốt, nhìn kỹ khuôn mặt của Dạ Kinh Đường, gật đầu nói, tiểu tử ngươi, thực sự có tiềm năng ăn cơm giang hồ. Bây giờ đã đến Bắc Lương, chuyện đã qua rồi, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Nhưng việc sống lại từ đầu cũng không dễ dàng như vậy, muốn định thân, từ quan phủ đến giang hồ, đều phải chuẩn bị. Dạ Kinh Đường lấy ra 30 lượng bạc từ tay áo, đặt lên bàn, ta còn mang theo hai người hồng nhan tri kỷ, việc này xin phiền Tư Đồ bang chủ. Tư Đồ Diên Phụng thấy bạc, liền sáng mắt ngồi thẳng lên, dùng thước chặn bạc lại, cười nói, tiểu tử ngươi thật sự coi trọng tình nghĩa, chạy trốn cũng không quên mang theo tri kỷ, điều này ta thích. Nhìn vào tài năng của ngươi, có hứng thú làm việc dưới trướng ta không? Ta biết không ít phu nhân của các đại phú hào, chỉ cần ngươi biết nói biết làm, đảm bảo ngươi sẽ thăng tiến nhanh chóng. Dạ Kinh Đường lắc đầu cười, Tư Đồ bang chủ quá đề cao tại hạ. Khi ta đi đến có chút khó khăn, liền mang theo một ít bạc tích góp, ta muốn đi đến Yên Kinh để tìm chút việc làm, không biết Tư Đồ bang chủ có con đường nào không? Tư Đồ Diên Phụng cười một cái, lại tựa vào ghế, con đường ta có rất nhiều, thập nhị sở gần đây đang tuyển người, ta cùng một số người trong kinh thành có một vài mối quan hệ. Chỉ cần ta nói một câu, có thể gửi ngươi vào nha môn ăn lương hoàng cấp, vẫn là biên chế chính thức, không phải làm việc vặt. Nhưng ngươi có bao nhiêu khả năng ta mới có thể giới thiệu một công việc lớn như vậy cho ngươi, nhưng ngươi mới đến nơi này. Ta không biết gì về ngươi cả, gửi đi mà không làm được gì cả. Nếu có sai sót, người ta kiểm tra từ trên xuống, ta còn phải chịu liên lụy thay. Dạ Kinh Đường biết thập nhị sở là vệ binh hoàng thành, nghe những lời này, tự nhiên trong lòng hớn hở, Tư Đồ bang chủ có con đường rộng lớn như vậy. Tư Đồ Diên Phụng thấy Dạ Kinh Đường không tin, từ hộp nhỏ bên cạnh lật ra một tấm lệnh bài,
trên đó khắc một chữ giáo, không có con đường nào ta không dám làm, công việc này ta muốn. Đây là lệnh bài ra vào thành Tây Sở, mang theo có thể ra vào khu vực quân sự cấm kỵ, dạy quyền cước cấm quân. Ta đã mất 1.000 lượng bạc để chuẩn bị và đã ngồi cùng Thương Thánh Kiều Thanh Phong uống trà. Dạ Kinh Đường đã làm việc ở Yên Kinh này lâu như vậy, chỉ cần nhìn qua một chút. Hắn có thể nhìn ra lệnh bài giáo đầu quân này không phải là giả, ngay lập tức hỏi, Tư Đồ bang chủ muốn xác định khả năng cao thấp như thế nào. Chúng ta cùng nhau thử sức. Ai, trong môn phái mới dùng thử sức để xác định cao thấp, đi giang hồ so sánh là khả năng làm việc. Đầu óc không linh hoạt, dù ngươi có bản lĩnh của một vị tông sư, ngươi có thể đi xa được bao nhiêu. Tư Đồ Diên Phụng nói đến đây, lại lấy ra một cuốn sổ từ hộp gõ, lướt qua một chút, ngươi còn quá trẻ. Kinh nghiệm chắc chắn không đủ, bây giờ đi vào Yên Kinh sẽ không thể làm gì được, ta sẽ giới thiệu cho ngươi hai công việc phù hợp. Có một công việc tốt, ngươi thường không thể làm được, nhưng tiểu tử ngươi có thể làm được dễ dàng, tiền thưởng cũng cao, 3.000 lượng, ngươi có muốn thử không? Nghe thấy mức tiền thưởng này, Dạ Kinh Đường nhăn mày nói, 3.000 lượng bạc, phải đi giết vị tông sư nào đó à? Tiểu tử ngươi thật sự hiểu chuyện đấy. Tư Đồ Diên Phụng trước tiên cười một cái, sau đó lại lắc đầu nói, công việc không cần phải thấy máu, chỉ cần đi tán tỉnh một tiểu cô nương của một phú hào giàu có. Sau khi công việc hoàn thành thì bỏ trốn xa xôi, cô nương đó thuộc về ngươi, tiền cũng thuộc về ngươi. Yêu cầu duy nhất là trong 1-2 năm tới đừng trở lại Hồ Đông Đạo, chờ có hài tử to béo mập mạp rồi mới mang trở về, đảm bảo ngươi giàu có cả đời. Dạ Kinh Đường đã đi giang hồ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về công việc hậu hĩnh như vậy, hắn tự tin có thể làm được. Nhưng quá hạ lưu, vì vậy hắn lắc đầu nói, vừa mới gặp rắc rối với nữ nhân, lại gặp thêm điểm xấu này, có công việc nào khác không? Tư Đồ Diên Phụng nghe lời này rất tiếc nuối, lại lật cuốn sổ, ngươi chắc chắn có thể thành công, hãy suy nghĩ lại một chút đi, tiền dễ kiếm như vậy, trên giang hồ không dễ tìm được. Đúng rồi, Thanh Long Hội đã tổn thất không ít người, gần đây cũng đang tuyển người. Nhưng họ cũng phải thử thực lực trước đã. Ta sẽ đi nghe ngóng, sau khi ngươi lấy giấy của mình, chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Dạ Kinh Đường biết Thanh Long Hội chính là Thanh Cơ Các, tổ chức sát thủ số 1 của Bắc Lương còn được coi là đại phú hào giàu có. Hắn đương nhiên không quan tâm đến việc trở thành sát thủ, nhưng nếu gia nhập Thanh Long Hội sẽ có khả năng thâm nhập vào Hoàng Cung dễ dàng hơn so với việc hắn tự mình cố gắng xâm nhập. Ngay lập tức hắn đứng dậy nói, vậy xin cảm tạ Tư Đồ bang chủ. Ai, ơn nghĩa cái gì? Chỉ là thu tiền để làm việc. Sau này đi lại ở phía Bắc, khi ngươi giàu có rồi đừng quên Tư Đồ ta là được. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1307, xa người. Trong màn đêm của tiểu thị trấn ở biên quan, chỉ có thể thấy ánh sáng lấm tấm từ những ngọn đèn đuốc. Trên đường phố vẫn còn một số người giang hồ qua lại, trong khi đó, trạm lính canh gác đã trở nên yên tĩnh. Tại phòng phía đông Dạ Kinh Đường đang nghỉ ngơi, cũng chính là nơi hắn từng sống khi còn nhỏ, có một ngọn nến sáng, một số vũ khí được treo trên tường cùng hành lý được để trong tủ. Đông Phương Ly Nhân ngồi trước bàn nhỏ, trước mặt nàng là một chén nước cùng một đĩa thịt dê, nàng ăn từ từ. Mặc dù không phải là người mềm yếu, nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một kim chi ngọc diệp, thậm chí còn ít khi tự mình thay y phục. Nhưng giờ đây, khi ở trong tiêu cục của một tiểu thị trấn vùng ngoại ô này không có gì, nàng thực sự không biết phải làm gì. Chim chim đang ngồi trên bàn, trước mặt nó cũng có một cái đĩa nhỏ, trong đó có thịt dê tươi mới được cắt. Đôi mắt to của nó nhắm lại thành một đường kẻ, trông rất thoải mái. Thỉnh thoảng nó còn lắc đầu vài lần, rõ ràng là đang hồi tưởng lại những kỷ niệm vui vẻ của ngày tiết thanh minh trong những năm về trước. Phía sau căn phòng chính phía đông là nhà bếp, nhưng trước đây ít khi sử dụng. Bữa ăn thường do phòng bếp của tiêu cục chuẩn bị và các hộ vệ ăn cùng nhau ngoài kia. Chiếc bếp nhỏ thường chỉ được sử dụng để đun nước nóng. Lúc này, khói trắng đang bay lên từ phía sau phòng chính, còn có thể nghe thấy tiếng ủng ục của nước sôi. Đông Phương Ly Nhân do dự một chút, chuẩn bị đứng dậy để đi xem. Tuy nhiên, vừa mới đi ra khỏi cửa, nàng đã thấy Dạ Kinh Đường nhảy xuống từ tường rào và rơi vào sân ở tiểu viện. Trong tay hắn còn cầm một cái thùng gỗ lớn giống như đang mang một cái nồi lớn. Đông Phương Ly Nhân dừng lại, hỏi với vẻ nghi ngờ, ngươi lấy nó ở đâu vậy? Đây là cái thùng tắm mà ta từng sử dụng để ngâm thuốc,
năm ngoái khi bán tiêu cục, không ai muốn cái này, nên ta đã để nó ở nhà của Dương Lão, vừa mới phá cửa mang nó về đây. Đông Phương Ly Nhân biết rằng Dương Lão là một tiêu sư già, nàng đến gần muốn giúp đỡ, nhưng cửa ra vào không lớn. Hai người không thể cùng lúc đi vào, nên nàng chỉ có thể đứng sau. Tại sao ngươi lại phá cửa? Nhà Dương Lão không có ai ở. Dạ Kinh Đường đặt cái thùng gỗ vào căn phòng trống ở phía tây, lắc đầu thở dài. Dương Lão lúc trước là một kẻ lang thang ở vùng ngoại ô. Không có chỗ ở ổn định, được nghĩa phụ thuê làm tiêu sư, từ đó hai người mới quen biết nhau. Sau đó, ông ấy luôn theo nghĩa phụ để kiếm sống. Thê tử ông ấy đã đi đến kinh thành nên không có người thân nào ở trong thị trấn. Ngày xưa, khi ta được nghĩa phụ nhặt về, Dương Lão cũng muốn nhận ta làm con nuôi, nhưng nghĩa phụ đã từ chối. Nếu không thì giờ này ta đã có họ Dương rồi. Dương Kinh Đường, Dương Đại Điểu. Đông Phương Ly Nhân khóe miệng hơi nhếch một chút, sau đó nhanh chóng kiềm chế lại tiếng cười, ánh mắt tràn đầy sự bối rối, ai lại đặt tên như vậy? Không khéo nghe đã biết là kẻ lang thang trong giang hồ. Dạ Kinh Đường chỉ là nói một câu chuyện hài hước mà thôi. Sau khi sắp xếp xong cái thùng gỗ, hắn ra khỏi cửa đi về phía phòng bếp, ta sẽ đi lấy nước nóng. Ngươi đã làm việc vất vả trong những ngày qua, đợi chút nữa rồi hãy tắm một cách sảng khoái. Đông Phương Ly Nhân đi theo Dạ Kinh Đường. Rõ ràng Dạ Kinh Đường mệt mỏi hơn nàng. Khi mới đến nơi, Dạ Kinh Đường đã mua cơm và đun nước cho nàng ấy. Nàng không phải động tay một chút gì cả nên đang cảm thấy rất tội lỗi. Bây giờ nàng không tỏ ra kiêu ngạo nữa mà theo sau hắn, ngươi hãy nghỉ ngơi một lát đi, ta tự làm được. Ta là hộ vệ, đi ra bên ngoài, làm sao có lý do để cho điện hạ tự mình làm việc, nếu nước sôi bị phỏng, cuối cùng người đau lòng vẫn không phải là ta. Bản vương không phải là một cô nương yếu đuối như Hoa Thanh Chỉ, không thể tự mình đun nước được. Đông Phương Ly Nhân đẩy Dạ Kinh Đường ra xa, dùng cái bầu để múc nước sôi, đổ vào thùng gỗ, kết quả bị hơi nước từ nước sôi phun lên mà không thể mở mắt. Dạ Kinh Đường đứng đằng sau lưng, nhìn cảnh tượng ngốc nghếch nhưng lại rất tốt bụng của Đông Phương Ly Nhân, cảm thấy như một tiểu tử nghèo thành thân với một đại tiểu thư giàu có. Sau khi Đông Phương Ly Nhân đổ đầy nước, hắn mang thùng nước vào trong nhà, rồi lại đi lấy hai thùng nước lạnh từ giếng nước. Thử nhiệt độ của nước, được rồi, hãy đi tắm đi, trời đang rất lạnh, nếu nước nguội mất thì hãy nói với ta. Đông Phương Ly Nhân đi vào nhà, nhìn xung quanh, sau đó nhìn Dạ Kinh Đường đang chờ bên cạnh, mắt hơi nhắm lại. Dạ Kinh Đường vỗ vào trán, dường như mới phản ứng lại, quay người ra khỏi cửa, đóng cửa lại, ta sẽ đi sắp xếp lại giường ngủ, ngươi cứ yên tâm mà tắm đi, có chuyện gì thì cứ gọi ta. Đông Phương Ly Nhân cứ luôn cảm thấy tên tiểu tặc này muốn tắm cùng nàng, mặc dù trước đây hai người đã từng tắm chung ở Trì Diệu Dương, nhưng đó chỉ là sự cố. Nếu nàng đồng ý bây giờ, thì Dạ Kinh Đường ngày mai không phải đã trở thành nam sủng của Tĩnh Vương Phủ hay không? Chương 1308, nằm thử. Đông Phương Ly Nhân phải chắc chắn rằng Dạ Kinh Đường đã ra khỏi cửa, mới lặng lẽ cởi bỏ đai lưng, vòng tay bảo hộ, cũng cởi bỏ hết y phục ra ngoài. Mặc dù bên ngoài mặc rất giống kiểu giang hồ, nhưng bên trong vẫn là chiếc yếm ngực màu bạc bình thường, phía dưới là nội y màu trắng, dưới ánh nến. Đường cong của eo và mông phong cách rất đầy đặn, cặp ngực cũng tròn tròn chĩnh chĩnh, hùng hổ, thậm chí qua yếm cũng có thể nhìn thấy hai hình cánh cung hoàn mỹ. Đông Phương Ly Nhân ôm ngực, quay đầu nhìn lại, thấy Dạ Kinh Đường không lén nhìn, mới yếm ngực cùng nội y, nâng chân dài bước vào thùng tắm nóng. Soạt. Khi cơ thể hoàn toàn chìm vào nước nóng, mọi mệt mỏi suốt chặng đường bắt đầu nhanh chóng tan biến, Đông Phương Ly Nhân không thể không thở phào nhẹ nhõm. Hầy! Thực ra sống ở ngoại ô, cũng không có cảm giác gì, khá là yên tĩnh. Dạ Kinh Đường đang ở phòng bên cạnh đang trải giường, nghe thấy tiếng lắc đầu nói, vừa từ mới kinh thành chạy đến đây trải nghiệm cuộc sống thôn quê. Chắc chắn sẽ cảm thấy yên tĩnh, chờ sống lâu rồi sẽ biết chỗ này không hề dễ dàng để sinh sống. Ăn cơm thì mãi là mấy món đó, rượu cũng là rượu thô, y phục càng không cần nói, có thể chống rét đã là quá tốt rồi, cũng chẳng thể mua được cái nào đẹp hơn. Mà hơn nữa ở trên trấn quanh năm sẽ không thể thấy mấy người ngoại đạo, đi ra khỏi trấn gặp toàn là mã phỉ, nếu có xảy ra đánh nhau. Chỗ này sẽ trực tiếp trở thành chiến trường, nếu không phải không ra được, thật sự không có mấy người muốn ở lại đây. Đông Phương Ly Nhân biết Lương Châu khổ, chỉ là cảm thấy sống với Dạ Kinh Đường như thế này, ngày qua ngày thật là yên tĩnh. Nghe Dạ Kinh Đường nói như vậy, nàng ôm lấy bụng cười đáp lại, cũng đúng thế.
ngươi có cái tính háo sắc như vậy mà lại ở đây suốt mười mấy năm mà vẫn giữ gìn được trinh tiết, thật sự cho thấy nơi này không phù hợp để sống. Dạ Kinh Đường ban đầu muốn phủ nhận một vài câu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu thẳng thắn, dù ta không háo sắc, cũng không thể không kén chọn. Trên trấn tổng cộng chỉ có không nhiều hộ, các cô nương cùng tuổi cơ bản không có, các trấn khác thì có những người tuổi tương đương, nhưng vai rộng eo to lại còn khỏe hơn cả ta. Đông Phương Ly Nhân nghe vậy đùa giỡn, nghĩa là nếu ngươi ở Hồng Hà trấn gặp được cô gái Vân Ly như vậy đều cùng tuổi vừa đúng, lại tài sắc vẹn toàn, thì sẽ không đi về kinh thành à? Nếu Dạ Kinh Đường thật sự gặp được tiểu Vân Ly từ trấn bên cạnh khi hắn 7, 8 tuổi, nàng 5, 6 tuổi, thì 9 phần 10 phần hắn sẽ cưới nàng về, bởi vì trong vòng vài trăm dặm xung quanh Hồng Hà trấn thực sự không còn lựa chọn khác. Nhưng thực tế không có nếu, đối mặt với câu hỏi này, Dạ Kinh Đường chỉ trả lời trước khi nghĩa phụ qua đời. Chắc chắn sẽ bảo ta đến kinh thành để tìm nơi trú ẩn, vì vậy dù trong hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ đi. Đông Phương Ly Nhân là Tĩnh Vương hiện tại, Dạ Kinh Đường là một người có tài năng như vậy đến kinh thành. Ngay cả nếu không gặp ngay ngày đầu tiên, sau vài ngày cũng sẽ chú ý đến, nói ra cũng có cảm giác như là định mệnh. Hai người nói chuyện phiếm qua sân sau một lúc, sau khi Đông Phương Ly Nhân tắm xong, nàng đứng dậy lau khô người bằng khăn tắm, mặc áo yếm cùng nội y, hỏi, ngươi cũng muốn tắm phải không? Ta giúp ngươi chuẩn bị nước, chúng ta ai cũng không nợ ai. Dạ Kinh Đường đến cửa, chờ Đông Phương Ly Nhân mặc xong y phục mới mở cửa phòng, đun nước thay nước vào mùa đông rất phiền phức. Ta là một người đàn ông cường tráng cũng không cần kỹ lưỡng như vậy, chỉ cần tắm ở đây là được rồi. Đông Phương Ly Nhân cảm thấy nước mình tắm không sạch, liền di chuyển về phía trước bồn tắm để che chắn, làm sao được? À, bộp. Dạ Kinh Đường đi gần lại, vừa mới hôn lên đôi môi đỏ mọng của Đông Phương Ly Nhân để ngăn lời của nàng lại, sau đó ôm eo nàng, bế ra khỏi phòng, được rồi, đi ngủ sớm đi. Cạch. Đông Phương Ly Nhân chưa kịp phản ứng lại, cánh cửa trước mặt đã đóng lại. Vừa mới tắm xong nước nóng, bỗng dưng thổi gió lạnh, nàng liền co rút lại cái cổ. Thấy Dạ Kinh Đường cứng rắn như vậy, Đông Phương Ly Nhân lạnh lùng một chút, giơ tay mở cửa ra, Dạ Kinh Đường, ngươi càng ngày càng. Trước khi câu nói kết thúc, đã thấy Dạ Kinh Đường đứng bên cạnh bồn tắm, nhanh chóng cởi bỏ áo choàng bên ngoài, lộ ra lưng với các đường nét cơ bắp hoàn hảo. Khi nghe tiếng mở cửa, hắn quay đầu nhìn lại một chút, lộ ra phân bên của cơ ngực và cơ bụng, tạo ra một ấn tượng khá mạnh mẽ. Đông Phương Ly Nhân co hẹp đồng tử, lướt mắt nhìn qua rồi vội vàng đóng cửa lại, mặt đỏ bừng, ngươi, tên tiểu tặc này, có phải cố ý không? Dạ Kinh Đường chắc chắn là cố ý, nhưng không thể nói rõ ra, hắn cười nhẹ, cởi áo choàng và vứt lên ghế, ta chỉ đang tắm rất bình thường thôi, có gì mà cố ý hay không cố ý? Ngươi! Đông Phương Ly Nhân không thể xông vào phòng để dằn mặt tên tiểu tặc này ra, nên đành nhẹ nhàng đá cửa phòng bằng mũi giày, sau đó nhanh chóng quay lại phòng của mình. Dạ Kinh Đường đã cố ý lót thêm hai lớp chăn giày lên giường gỗ để Đông Phương Ly Nhân ngủ ngon hơn. Chim Chim đang rảnh rỗi nằm lăn lộn trên giường. Khi thấy Đông Phương Ly Nhân vào, Chim Chim liền vẫy cánh và kêu chíp chíp, rõ ràng muốn mời Đông Phương Ly Nhân nằm lên thử. Đông Phương Ly Nhân tiến lại gần, bế Chim Chim lên và đặt lên bàn. Vừa ăn xong mà đã nằm xuống rồi sao? Không sợ hóc à? Nếu không có việc gì làm thì bay ra ngoài, tìm vài bông hoa tuyết hồ về đây. Nếu tìm được một bông, ta sẽ thưởng cho ngươi một con lạc đà quay. Chíp. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1309, Ngài là Điện Hạ Cao Quý. Nghe nói đến lạc đà quay, mắt Chim Chim liền sáng lên vài phần, không nói gì nữa liền bay ra ngoài. Đông Phương Ly Nhân sợ Chim Chim cứng đầu, bay thẳng ra hàng ngàn dặm, liền vội vàng giữ lại, không được bay quá xa, phải trở về ngay sau đó. Ngay cả khi không tìm thấy, ta cũng sẽ thưởng cho ngươi một miếng chân cừu quay. Chích chích chích. Chim Chim chớp mắt gật đầu để cho biết nó đã hiểu, thoát khỏi lòng bàn tay, bay ra cửa sổ, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Đông Phương Ly Nhân đứng ở cửa nhìn theo, sau đó trở lại ngồi bên cạnh giường, nhìn quanh một lúc, muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy không đúng. Chim Chim đi rồi, trong phòng này chỉ còn mình nàng và Dạ Kinh Đường. Nghĩ đến đây, Đông Phương Ly Nhân hơi hoảng loạn, đứng dậy muốn khóa cửa lén lút, nhưng cũng vào lúc này cánh cửa phòng bên kia mở ra. Kẹt kẹt. Dạ Kinh Đường trần trụi phần thân trên,
chỉ mặc mỗi chiếc quần đen, ôm một cái thùng gỗ lớn từ trong phòng ra ngoài, đi đến bên kênh nước ngoài bếp đổ nước, trên đường hỏi, sao vẫn chưa ngủ, có phải giường không thoải mái không? Dù Đông Phương Ly Nhân có chút lo lắng trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn khôi phục lại được thái độ bình tĩnh của một nữ vương, bình tĩnh nói, chưa buồn ngủ lắm, ngươi tối nay ngủ ở đâu? Dạ Kinh Đường để cái thùng xuống, nhìn xung quanh, phòng chính là của nghĩa phụ, đã dọn dẹp sạch sẽ từ lâu rồi, cũng không có giường. Bên ngoài có ký túc xá của các hộ vệ, ta sẽ ngủ ở bên ngoài, có việc gì cứ gọi ta sẽ nghe thấy liền. Đông Phương Ly Nhân thấy Dạ Kinh Đường nói xong rồi, lại quay người đi về phía sân lớn của Tiêu Cục ở bên ngoài, cuối cùng nàng cũng có chút không nỡ lòng. Rốt cuộc Dạ Kinh Đường đã ôm nàng suốt chặng đường tới đây, sao nàng có thể ngủ ngon lành như vậy, trong khi Dạ Kinh Đường đã không ngủ suốt chặng đường. Đông Phương Ly Nhân do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng, ngươi đợi một chút. Dạ Kinh Đường bỗng chốc dừng lại, quay người lại, có chuyện gì không? Đông Phương Ly Nhân môi khẽ động chút, lại quay đầu nhìn lại chiếc giường, ngươi ngủ ở đây đi, trong phòng thoải mái hơn. Ta sẽ canh gác đêm đầu tiên, khi ngươi thức dậy, chúng ta sẽ thay phiên nhau. Dạ Kinh Đường thấy Đông Phương Ly Nhân rất chu đáo, liền lộ ra nụ cười, quay lại đi vào cửa phòng phía tây. Giường cũng khá rộng, tại sao không cùng nhau nằm xuống ngủ chung? Chúng ta đã đi suốt nhiều ngày, thật sự là rất mệt, không cần phải nhường nhịn lẫn nhau. Cùng nhau, Đông Phương Ly Nhân thấy Dạ Kinh Đường trần trụi phần thân trên đi lại gần, hơi thở cũng đọng lại, vừa muốn mắng Dạ Kinh Đường. Lại thấy hắn quay lại nói, nếu điện hạ cảm thấy không phù hợp thì thôi, ta chỉ là nói một cách vô tình thôi, ta sẽ ra ngoài trước. Này, chương 1310, ngươi. Thực ra Đông Phương Ly Nhân không nghĩ như vậy, trong lòng nàng suy nghĩ chỉ giống như những cô nương bình thường khác. Ngồi trên kiệu hoa qua cửa vào nhà mới ở cầu Thiên Thủy, sau đó ngồi trên giường chờ tân lang đến mở màn che. Nhưng những lời này, Đông Phương Ly Nhân không thể nói trực tiếp, chỉ là không hài lòng nói, ai muốn thành hôn với ngươi chứ, ngươi là thuộc hạ của bản vương. Dạ Kinh Đường dùng tay vuốt ve từ eo xuống lưng, trên thế gian này không có quy định rằng thuộc hạ không thể cưới chủ nhân. Ngay cả khi trở thành người một nhà, ngài vẫn là chủ nhân của ta mà. Ta là một phò mã, làm sao có thể áp đảo lên trên đầu của ngài. Đông Phương Ly Nhân thấy Dạ Kinh Đường khá hiểu biết, do đó cũng không tránh né nữa, chỉ là nhắm mắt giả vờ ngủ. Dạ Kinh Đường ôm một lúc, lại thở dài nhẹ nhàng, nhưng mà chuyện vụn vặt thật sự rất nhiều. Năm ngoái đã chiến suốt một năm. Mặc dù đã chiến vào top 3 của bát quái, nhưng đối thủ sau này, so với trước đây cộng lại còn mạnh hơn, còn không biết phải chiến bao lâu nữa. Ta nghĩ rằng năm nay sẽ giải quyết tất cả mọi người, sau đó sẽ trở lại kinh thành, để cho ngài cùng Tam Nương có một lễ thành hôn hoàn chỉnh. Nhưng thực sự đã kéo dài tận 3 năm, 5 năm, 10 năm, ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể gặp ít xa nhiều, trước tiên giải quyết những chuyện vụn vặt bên ngoài. Lần này đi Hồ Thiên Lãng, ít nhất còn có binh biên và các chư bộ Tây Hải có thể mượn sức, rủi ro không coi là quá lớn. Nhưng sau này, ta có thể phải đi Yến Kinh để cướp Minh Thần Đồ, lúc đó dù có nhớ nhung không muốn rời xa, e rằng cũng chỉ có thể đi một mình, để cho ngài ở kinh thành chờ đợi khó khăn. Đông Phương Ly Nhân co ro trong lòng hắn, cảm nhận được nhịp đập tim của Dạ Kinh Đường, có thể nghe ra sự bất lực cùng niềm nhớ nhung của hắn. Nàng nhẹ nhàng cười, ta cũng không phải là người chạy trốn mất, ngươi đi đến 10 năm, ta vẫn sẽ chờ ngươi 10 năm. Dạ Kinh Đường cúi đầu nhìn vào gương mặt rực rỡ tự hào, ta biết ngài có thể chờ ta cả đời, nhưng ta không thể để ngài chờ ta cả đời. Ngay cả nếu không thể giải quyết được trong năm nay, vào năm sau ta cũng sẽ hết sức để lấy lại danh hiệu số 1 thiên hạ, treo trong hành lang của Minh Ngọc Lâu để làm biển hiệu cho điện hạ. Đông Phương Ly Nhân biết tiềm năng của Dạ Kinh Đường, miễn là hắn hứa hẹn như thế nào, chắc chắn có thể làm được. Hiện tại nàng cũng không tránh né nữa, lại quay lại ôm Dạ Kinh Đường vào lòng, dựa vào ngực hắn nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng, ngươi từ nhỏ đã sống ở đây à? Dạ Kinh Đường dựa vào tai của nàng, nói nhỏ, đúng vậy, tính ra đã ở đây 18 năm rồi. Mỗi ngày đều mơ ước, nhưng không có một ngày dám mơ rằng có một ngày có thể ôm điện hạ nằm ở đây. Đông Phương Ly Nhân nghe mấy lời tình tứ, cả nửa người đều mềm nhũn, nhẹ nhàng cười, ngươi đang có ý đồ bất chính, từ khi 11, 12 tuổi đã bắt đầu đọc những cuốn sách không chính thống, trước đây nằm ở đây, chắc chắn đã nghĩ về một số chuyện không thể nói ra. Dạ Kinh Đường nháy mắt, cười nói, ta có thể nghĩ gì bây giờ? Đọc loại sách đó,
Ngoại trừ việc bắt nạt mấy cô nương ra, ngươi còn có thể nghĩ việc gì khác đây? Vậy điện hạ đã thu sách của ta, rồi lén lút xem, có bao giờ nghĩ về những điều tương tự không? Đông Phương Ly Nhân chắc chắn đã nghĩ qua rồi, nếu không thì làm sao có thể vẽ cho Dạ Kinh Đường những cuốn tranh đó được chứ? Nhưng mà nói ra trước mặt hắn, nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận, hắn cho rằng bản vương giống ngươi là dâm tặc sao? Ta đọc là đọc giang hồ hiệp nghĩa, tình hận ý thù. Dạ Kinh Đường cũng không phản bác, cười nói, ta cũng ước tính ngài cũng không dám nghĩ lung tung, có một số việc. Không trải qua trực tiếp thì dù có suy nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu được hết ý tứ trong đó. Ngài dù vẽ rất tốt rất đẹp, nhưng có một số cảnh trong cuốn tranh, phản ứng hơi không thực tế. Đông Phương Ly Nhân nghe Dạ Kinh Đường dám nói rằng tranh của nàng có vấn đề, liên nhăn mày hỏi, có sự khác biệt như nào? Dạ Kinh Đường giải thích như đếm tiền, chẳng hạn như phần mưa lúc ban đầu, ngài vẽ nữ hiệp từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, ánh mắt xấu hổ rồi giống như muốn ăn thịt người, thực tế sẽ không như vậy. Đông Phương Ly Nhân nhớ lại một chút, không tin nói, bị kẻ xấu làm vấy bẩn, lẽ nào lại vẽ vẻ mặt rất vui vẻ. Dạ Kinh Đường lắc đầu, có muốn ta minh họa cho ngài xem không? Ồ, làm thế nào để minh họa? Ngươi đừng. Đông Phương Ly Nhân chưa kịp nói hết, thì phát hiện ra có một bàn tay kéo lên viền váy, trượt lên theo nội y, khít khe chạm vào. Ngươi. Đông Phương Ly Nhân run rẩy từ đầu đến chân, mặt đỏ bừng, nhìn vào Dạ Kinh Đường muốn nói lời nào đó nhưng không thể nói ra, chỉ có thể quấy lưng trái phải. Dạ Kinh Đường cũng không phải là người thô lỗ, chỉ là nhẹ nhàng mà âu yếm, điện hạ hãy cẩn thận cảm nhận, đó sẽ là cảm giác như thế nào. Đông Phương Ly Nhân cắn chặt răng, cố gắng tỏ ra xấu hổ và tức giận, nhưng chỉ chịu đựng được một lúc thì không thể giả vờ nữa. Nàng dùng tay nắm lấy vai, trốn tránh một vài lần nhưng sau đó lại không còn sức lực. Nàng tránh né ánh mắt bằng cách nghiêng đầu sang trái, sang phải, sau đó lại nhắm mắt lại, không còn chút tâm trí nào để cảm nhận cảm giác. Các bạn vừa nghe xong tập 131 của bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.